Ngày 26 tháng 9, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết, bệnh nhân tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh từng đến khám tại Bệnh viện Gia Liễu thành phố Hồ Chí Minh có các dấu hiệu nghi ngờ mắc đậu mùa khỉ. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh. Một ngày sau đó, kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh cho kết quả bệnh nhân dương tính với virus đậu mùa khỉ. Bệnh nhân hiện đang cách ly điều trị. HCDC đã tiến hành điều tra tiền sử đi lại, lập danh sách gồm 8 người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong 8 người này có một người là bạn của bệnh nhân hiện cư trú tại tỉnh Bình Dương. Người này hiện đã có kết quả xét nghiệm dương tính với đậu mùa khỉ. Như vậy, tính đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ. Những người tiếp xúc gần này hiện ổn định, không có triệu chứng bất thường. Trong 3 tuần trước khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhân chỉ ở Việt Nam. Hiện tại, HCDC vẫn đang tiếp tục điều tra, theo dõi sức khỏe của bệnh nhân và người tiếp xúc. Chiều ngày 25 tháng 9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương cũng ghi nhận ca đậu mùa khỉ đầu tiên liên quan ca bệnh tại Đồng Nai. Bệnh nhân là chị L, 22 tuổi, trú tại Bình Dương. Chị L là bạn của bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ đầu tiên của Đồng Nai.